Quá hay, nhà báo Song Minh lên tiếng nói thẳng mặt chú Sẹt. Phía cô Sáu gặp họa lớn. Sao có nói đi vào lòng đất của chú Sẹt trong buổi live mới đây, vào ngày 15 tháng 8. Nói đúng ra, nghệ sĩ cha ai đi tiền phúng điếu đám tang nghệ sĩ Vũ Linh. Họ nói đi gia đình ăn cũng vậy, họ không đi. Có vài người họ đi, số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa. Có lẽ người bị nghệ sĩ Vũ Linh khai khẩu cuối cùng là phía cô Sáu, đó là chú Sẹt. Từ lúc chú Linh còn sống, theo lời kể của nghệ sĩ Diệu Huyền, thằng Linh ba mẹ nó đặt tên Linh mà công nhận nó Linh thiệt. Tôi kể cho mọi người nghe, lúc nó còn nhỏ lắm khi được vào đoàn hát, nó chỉ là thằng nhỏ sai vặt. Vì bị sai vặt nhiều, một bữa nó tức quá, nó cầu nguyện sao cho cả đoàn hôm nay bị đau bụng khỏi hát tuồng gì hết. Quả thiệt tình là ngày hôm đó cả đoàn ăn trúng gì mà đau bụng, đi đại tiện liên tục. Ngoài ra khi nghệ sĩ Vũ Linh cầu khấn gì với tổ nghiệp cũng đều hết sức linh nghiệm. Và sau khi ông qua đời, cho đến nay ai cũng đều tin rằng ông vẫn rất linh thiêng. Cho đến hôm nay, người mà luôn hãm hại gia đình con cháu ông, từng người ông đã cho khai khẩu hết. Và hôm nay lại đến ông bạn thân bên Pháp tên Sạc Thành. Và mới đây nhà báo Song Minh đã có một bài viết đi vào lòng người. Khi anh xem xong đoạn livestream của chú Sạc, có lẽ sau bài viết của nhà báo Song Minh thì có lẽ nhiều nghệ sĩ sẽ mạnh dạn hơn điền vào phiếu thu thập thông tin phúng điếu trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh của Hồng Loan đã đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua, và sẽ làm rõ hơn việc phúng điếu, số tiền nó chênh lệch như thế nào so với con số hiện nay phía cô cháu gái đưa ra. Nghệ sĩ cho ai đi tiền phúng điếu đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nói vậy là bậy lắm cậu chết lơ Thành ơi. Câu chuyện sóng gió gia tộc trong gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bữa giờ tôi xin được phép đứng ngoài cuộc, nhưng lần này tôi không thể im lặng, bởi vì nếu tôi im lặng là rất có lỗi với các nghệ sĩ có mặt tại đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, có lỗi với hàng triệu triệu khán giả yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và nhất là có lỗi với vong linh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người mà tôi rất yêu mến và kính trọng từ lúc sinh thời cho đến bây giờ vẫn vậy. Trong bài viết này, tôi muốn đính chính lại hai vấn đề mà cậu Chết Lơ Thành đã nói trên sóng livestream. Hai vấn đề này là chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, và bản thân tôi cũng có phần bàn bạc chung, chứ không hề nghe lại từ bất kỳ ai nói lại. Thứ nhất, cậu Chết Lơ Thành nói, từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra một đồng. Cậu là bạn thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sao cậu lại có thể mở miệng nói ra câu nói này được sao? Bản thân tôi là người ngoài, vậy mà tôi đã chứng kiến cô con gái nuôi Bình Tinh đã lo cho ba nuôi Vũ Linh mình như thế nào. Số tiền lo cho ba Linh bệnh mấy năm trời, hơn cả 1 tỷ đồng của Bình Tinh, quản lý Kim Nga cũng biết, cậu cũng biết mà sao nói như vậy. Cậu có biết không, có những suất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hát cho đoàn Hình Long, dù chỉ hát một cảnh chót, Bình Tinh vẫn sẵn sàng bỏ bao thơ cho ba Linh, cả 1.000 đô. Tôi hỏi Bình Tinh nói, em làm như vậy để cho ba thấy là dù ba bệnh, nhưng ba vẫn còn có giá trị với sân khấu, với khán giả lắm. Ba nhận số tiền đó để ba vui, vì ba còn làm ra tiền cát xê, chứ không phải ba là người vô dụng, phải xin tiền của con cái. Nghe mà rơi nước mắt thiệt chứ. Ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất, tôi có mặt tại nhà rất sớm. Lúc đó cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Phượng rất rối, nên có nói là mong mọi người cùng chung tay phụ giúp gia đình. Lúc đó ở trên lầu thì nghệ sĩ Ngọc Huyền, Hồng Loan, Hồng Phượng, trợ lý chị Ngọc Huyền và các sư thầy đang quỳ hồi niệm bên thi hài của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn ở dưới lầu, nghệ sĩ Thoải Mỹ, Bình Tinh, Thái Vinh, soạn giả Hoàng Song Việt và tôi cùng bàn bạc để nhờ Việt Hương tôi dùng thảm trải nhung, hai hàng găng dây bằng nhôm từ ngoài cửa vào bàn thờ, để mọi người đến viếng thật trang trọng như đám tang của danh hài chí tài. Phần này sau đó Việt Hương cũng đã tài trợ cho gia đình. Vấn đề là trong thời điểm đó, gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không ai có tiền mặt. Chính Bình Tinh là người đã lấy 100 triệu đồng ra đưa để xoay sở đám tang. Bình Tinh nói tiền này em lo cho ba không nghĩ gì, nhưng tôi và soạn giả Hoàng Song Việt đã nói em đã lo cho ba bệnh nhiều rồi, nếu đám tang không nhận phúng điếu thì tiền này em lo cho ba không ai có ý kiến, nhưng đám tang có nhận phúng điếu thì sau đám tang em phải nhận lại số tiền này. Lúc đó Bình Tinh mới gật đầu, xong tức đầu, Bình Tinh nhận lại 100 triệu này từ gia đình. Vậy đó mà cậu nỡ nào nói câu, từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bệnh cho đến ngày mất, không ai bỏ ra một đồng. Thứ hai, nguyên văn cậu nói đúng ra, nghệ sĩ cha ai đi tiền phúng điếu đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, họ nói đi gia đình ăn cũng vậy, họ không đi. Có vài người họ đi, số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa. Cậu ơi, sao cậu lại có thể nói như vậy? Những ngày tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, dù ban ngày tôi vẫn đi làm, không có mặt, nhưng tôi đều theo dõi qua mạng xã hội. Còn buổi tối tôi có mặt đủ cả các đêm. Trong hàng ngàn những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến viếng đám tang, 90% tôi đều quen biết.
Tôi khẳng định chính mắt tôi nhìn thấy, tất cả họ đều có phúng điếu, chứ không phải vài người như cậu nói. Dù tôi không biết số tiền là bao nhiêu, trong đó có những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đã gửi vòng hoa, nhưng khi đến viếng, họ vẫn tiếp tục bỏ bao thơ vào thùng. Lúc đó họ đến vì yêu thương Vũ Linh, quý trọng một đồng nghiệp tài năng, chứ họ chưa biết gì về câu chuyện sóng gió gia tộc sẽ xảy ra. Sao cậu lại nỡ nói là họ nói đi gia đình ăn cũng vậy. Bản thân tôi định sẽ đặt vòng hoa viếng, nhưng sau đó tôi quyết định phúng điếu bằng tiền. Vậy tôi có sợ ai ăn đâu. Còn họ đi phúng viếng bao nhiêu tiền cũng quý, 10.000 cũng quý, 5.000 cũng quý, sao lại có thể so sánh với chuyện số tiền đó để họ đi chơi cũng không đủ nữa. Rồi cậu còn nói hôm cúng 49 ngày làm gần 100 triệu, giờ muốn đòi không? Đòi mấy người mà lại ăn 49 ngày, trong đó có nghệ sĩ đó, kêu họ ói ra trả lại. Trời ơi, con không tin là những lời này lại phát ra từ chính miệng của cậu luôn đó. Các nghệ sĩ họ có biết gì về nội tình của gia đình đâu, họ đến vì tình nghĩa, vì quý cậu Năm Vũ Linh mà, có phải họ đến vì miếng ăn đâu. Hôm cúng 49 ngày, Bình Tinh có gọi nói em đang bên nhà cúng ba, ăn vào với em và gia đình nha. Nhưng hôm ấy tôi về quê đám giỗ nên không qua được, thành ra tôi may, không thôi bây giờ tôi phải ói ra rồi phải không cậu. Tôi lên tiếng hai vấn đề này vì tôi thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thương Bình Tinh, thương tất cả những nghệ sĩ khán giả đã đến viếng đám tang và đưa tiễn ông Hoàng Hồ Quảng. Tôi muốn lên tiếng đính chính sự thật mà chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình viết ra hôm nay. A Di Đà Phật, tôi tin vong linh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đồng ý cho tôi đính chính những vấn đề này. Hồng Loan cảm kích lắm luôn, không ai qua ông ngoại được đâu. Cảm thấy chú Vũ Linh thật linh thiêng, chú làm cho mọi việc phơi bày ánh sáng. Một loạt sự việc bất ngờ nổ ra với cái cách không ai nghĩ tới. Nghiên Vũ, anh xin chia sẻ nha. Ngân Tuấn, cái miệng hại cái thân, là đây, nói bậy mà còn nói lớn nữa. Song Minh, em không tin đây là những lời cậu Thành nói ra đó anh. Nếu không xem like, bong bí, tại cậu Năm linh thiêng khai khẩu ổng đó. Bài viết rất thực tế, chỉ buồn cho quý cô chú anh chị văn nghệ sĩ, ca sĩ với giới nghệ thuật nói chung vô tình bị thảm họa tai tiếng. Từ xót xa cho cậu Năm, sống trong kiếp người bởi tiếng thơm, vậy mà khi về cõi Phật, vẫn gặp nạn bởi bản thân gieo tiếng oán. Mình tin là quý cô chú anh chị nghệ sĩ sẽ hợp tác và bảo vệ lẽ phải. Cảm ơn Minh rất nhiều. Cảm ơn anh Song Minh lên tiếng cho chú Vũ Linh và các cô chú nghệ sĩ. Mong rằng các nghệ sĩ thân thuộc với cậu Năm Vũ Linh lên tiếng để lấy lại danh dự của những nghệ sĩ và cũng bảo vệ danh tiếng cho cậu Năm. Người không mượn nợ mà suốt đời trả nợ, người không chịu mắc nợ mà chết rồi còn mang nợ. Mình ủng hộ bài báo này. Chuyện này mà không làm cho sáng tỏ thì ngành dịch vụ thầu đám tang sau này sẽ nổ rộ ở Việt Nam. Người làm sai không đáng sợ bằng loại người không chịu nhận mình sai. Họ sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Quá đau đớn cho cuộc đời chú Vũ Linh, tại đức thế kia luôn sống hết lòng vì mọi người mà gia đình và những người bạn cho là tri kỷ, lại có hành động không nghĩ đến đạo đức, nghĩ đến chú mà để bỏ cái tham lam, sân si. Thực sự quá thương cho cuộc đời chú và sợ cho tất cả những người cho là người nhà chú. Chỉ có người trong cuộc mới biết và chia sẻ hết tất cả sự thật. Tôi ủng hộ nhà báo, trân trọng anh Vũ Linh cả đời vì gia đình, nâng đỡ rất nhiều nghệ sĩ đàn em. Chỉ buồn cho những người anh đã xem như tình thân, sao lại thốt ra những lời khó nghe như thế. Cuối cùng thì cũng có một người của giới nghệ sĩ lên tiếng. Cảm ơn nhà báo. Tôi cũng dư biết sẽ không có nghệ sĩ nào điền tên vào form phúng điếu của Hồng Loan gửi ra. Họ vì thương nghệ sĩ Vũ Linh mà không điền đơn, chứ không phải vì những người trong gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng chú Sạc Thành đã thẳng tay nhục mạ danh tiếng của tất cả nghệ sĩ, hơn hết là nhục mạ danh tiếng của chú Vũ Linh, thì mong rằng các nghệ sĩ suy nghĩ lại.